đâu vậy? Trốn rồi, lấy đường bê thằng biến cứu qua nó. Cứu sao không vậy? Nó coi thằng lặn bay lên nó mới thầu mới dí. Sao nó làm gì nữa? Bị lặn phổi giùm nó. Dơ kìa. Vậy thôi đi tắm đi Ben, vô hè mày con đi tắm đi trước đi. Thì con đi tắm đi. Bắt cờ quá hàng với nè. Này con dơ kìa, coi cái áo vô hè mày xuôi đi tắm liền. Đi đi, liền. Đi liền đi con, tắm liền luôn. Con xem video nặng cái này trước. Mày kiếm điện ngoài vô con bỏ ngoài đi. Nặng lắm đó. Hai nó đứt tay đó nha. Dính áo mình vô hèm bây giờ nè, để lấy đồ lau nè. Dính đi ở ngoài đi nè. Ý bà ngoại này có cái đồ mới. Đi tắm ra nè, tắm ra. Cái đồ rửa chân, ủa lộn cái đồ rửa chén. Lộn cái đồ rửa chân. Đúng vậy. Cái đồ đó đi sao được. Washing bay. Washing. Nè, nấu gì? This. Nè, có cái nắp này nấu gì? Nắp nào? Nắp này là mở ra. Ờ, trời ơi, nhìn đẹp quá, hoành tráng quá ta. Ờ, sau này vừa y chân con rửa luôn chứ. Này có kê lên không hả đây vậy? Y vậy sao chị mẹ? Để vậy chắc con rửa chứ ai rửa. Hát chấm kìa dừa nó luôn kìa, rửa nó bi nữa nè. Trời ơi, bê nữa nè. Mới ăn xong phải cho rửa chén. Không có tay nữa chứ là chiếc nhẫn. Wow. Không luôn đi. Không. Con ăn đây. Nhìn ra, nhìn ra. Đi qua. Watching this. Xong rồi kìa gì? Gọi cho con. Cái áo. Sấy xong rồi kìa. Bị thích không? Bị thích cái đồ mới này không? Thích này. Thích không? Thích này. Thích để làm cái gì? Rửa tay. Rửa tay hả? Rửa tay được đó. Rửa tay hả? Rửa chén. Rửa tay rửa chuột. Like this one for washing hand. The baby play the new one. Nóng quá vậy. Mở ra con ra. Mở ra chi? Nhắc xưa cái này có thể quay. Quay hơi xúc ra bây giờ đó. Cứ nhẹ thôi. Mở ra coi. Cái này gắn giờ nóng lạnh luôn kìa gì. Không. Gắn rửa rau, rửa chén rồi chén sạch đó. Cái này năng lượng mặt trời, ôi giờ y luôn hả ta? Gì phải nó có năng lượng mặt trời nữa hả? Cái này gắn giờ nóng lạnh nữa là ngon lành luôn nè. Dưới cái đầu đó hả? Anh khí sơ đâu một chút. Lấy ra. Lấy bịch rác dục luôn kìa gì kìa. Dơ quá à. Thích không? Thích cái mới không? Thích cái mới lỡ nhưng cái này nó bung ra sao? Thích cái mới làm gì? Cho nó rửa tay cho nó siêu sạch. Siêu sạch hả? Có thiệt thử muốn rửa tay cho siêu sạch không? Được, đứng đây nè. Rửa tay thì được chứ. Dọn này. Ừ, dọn đi trước rồi. Không. Mọi người dọn ra bên đi. Chị chọn bên đây. Dọn bên đây. Một dây nè. Mình nó sạch sẽ như con mặt đẹp. Rồi, giờ anh có cái đường đi chém mới rồi. Rồi ai sẽ rửa chén đây? Con. Dạ con. Dặn sao ta? Lần cho nó dặn rửa áo rồi sao? Con dặn gì? Không trên đây nè. Không được đâu. Được hai đứa. Ôi, cái này wow, đi qua lúc. Được hai nước nha. Hai nước gì? Được hai nước. Chưa mở nước. Được hai nước. Mở nước. Mở nước. Đây nè. Còn cái mới nữa kìa. Đâu? Mấy đứa gian ra nè. Chúng cái đầu là tiêu. Em không xảy
Đừng có la, mệt quá nè. Nó trời ơi, nhà bà ngoại có cái đồ rửa chén mới rồi. Rồi, có đồ rửa chén.